Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ món bánh bía nhân đậu xanh sầu riêng. Trong cái công thức này thì Diễm có điều chỉnh lại cái vỏ bột để mình làm sao cho thiệt là đơn giản, nguyên liệu dễ tìm và không cần phải nhồi. Đồng thời Diễm cũng chia sẻ cái cách làm chín bánh mà không dùng lò nướng để những bạn không có lò nướng vẫn làm được. Mình cùng vào bếp làm món bánh bía nhân đậu xanh sầu riêng với Diễm nha. Mình sẽ đi làm cái bột trước thì Diễm có 35 g đường, 2 g muối, 100 g nước và mình sẽ khuấy cho cái phần đường, muối và nước này nó tan đều với nhau. Bánh bía thường là mình sẽ có mỡ heo nhưng mà Diễm không có và Diễm thấy mình dùng dầu dừa thì cái vỏ bánh cũng rất là ngon. Thì ở đây Diễm có 30 g dầu dừa, ở bên đây vì nhiệt độ lạnh nó cho nên nó đông, mình sẽ đi làm cho nó tan ra bằng lò vi sóng nha. Tiếp theo Diễm cho vào 30 g dầu ăn. Về bột thì Diễm sử dụng bột mì đa dụng, mình sử dụng bột mì có protein nó từ 9 tới 11% mới làm ngon, mình dùng 200 g. Mình khuấy theo một chiều ha, cho bột nó hòa đều với cái phần chất lỏng á, thì thời gian khoảng cỡ 1 phút, khi mà mình thấy nó đều hết và không còn cái bột khô á, cái bột nó dẻo á, là được. Cái công thức này mình không có cần phải nhồi bột ha. Mình lấy cái nắp hay là màng bọc thực phẩm á, mình đậy lại, mình để cho bột nó nghỉ 15 phút. Sau 15 phút á, thì mình sẽ cầm cái khối bột lên và mình đập nó 10 lần nha. Mình đếm cũng được mà không đếm cũng được thì Diễm đếm 10 lần á, cho cái bột nó chắc lại hơn tí xíu nữa là mình sẽ ủ bột. Đó, mình đập thì nó cũng chưa có mịn ha, như vậy là được. Thì mình cũng lấy nắp á, mình đậy lại và bây giờ mình để cho bột nó nghỉ 1 tiếng. Trong thời gian này thì mình đi làm nhân bánh. Ở đây Diễm có đậu xanh Diễm đã nấu chín, thì 100 g đậu xanh á, Diễm nấu với 400 ml nước và 2 g muối. Cái cách nấu á, thì Diễm để cái link trong phần miêu tả video nha, mình nấu cho nó mềm như vậy là được. Bắt cái chảo mình sẽ xào nhân á, lên bếp mình cho vào 90 g đường phèn, mình dùng đường phèn thì cái nhân của mình nó ngon hơn. Diễm cho vào 100 ml nước ha. Và mình bật bếp lên á, mình làm cho cái đường này nó tan. Khi mà nước sôi thì mình hạ xuống bớt nha, để tránh cho nước nó bốc hơi nhiều quá mà đường nó chưa có tan đó. Khi nó tan hết á, thì mình nhấc khỏi bếp và mình cho liền vào cái phần đậu xanh mình đã nấu chín. Trộn lên cho thật là đều và mình mang đi xay. Thì Diễm dùng cái cối xay cầm tay, mình cho máy xay sinh tố mình xay cũng được. Mình xay làm sao cho nó thật là nhuyễn. Đây là Diễm xay xong rồi nè, rất là nhuyễn luôn. Và bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần bột để mình pha vào. Thì Diễm có 10 g tinh bột bắp, mình cho thêm 30 ml nước để cho cái bột nó tan ra dễ đó. Khuấy cho nó tan thiệt là đều và mình cho cái phần tinh bột bắp nước này vào lại trong cái đậu xanh mình đã xay nhuyễn. Cho vào thì mình khuấy lên cho thật là đều ha. Khi mà mình thấy nó đều hết thì mới cho cái phần đậu xanh này vào lại trong cái chảo. Và bây giờ mình đi xào nhân. Để cẩn thận hơn mình cũng có thể rây lại nhưng mà Diễm thấy không cần thiết. Bắt lên bếp thì mình bật cái lửa trung bình và mình khuấy thiệt là đều tay. Khi mà mình thấy đậu nó chuẩn bị nó sôi, thấy hơi nước bốc lên thì bắt đầu mình cho dầu vào. Thì dầu là 35 g nhưng mà Diễm chia làm 2 lần, thì đầu tiên Diễm cho khoảng 20 g ha. Cho vào thì mình cũng khuấy theo một chiều thiệt là đều tay cho tới khi mình thấy dầu nó hòa đều hết đó, thì mình cho cái lượng dầu còn lại thì khoảng 15 g á. Và bây giờ mình cũng khuấy cho dầu nó tan đều. Và Diễm thấy cái cách xào nhân rất là nhanh là mình cứ để cái lửa trung bình ha, cho đậu nó sôi và mình khuấy theo một chiều thiệt là đều tay từ trong ra ngoài, như vậy thì mình xào rất là nhanh, từ 5 tới 7 phút á, là cái đậu của mình nó đã đạt. Khi mà mình thấy nó kết dính lại á, sờ thử thấy không còn dính tay á, là mình nhấc khỏi bếp được. Không có cực như là cái cách xào trước đây. Mình đổ ra một cái chén ha và mình dùng cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy lại tránh cho cái mặt đậu nó bị khô. Bây giờ mình đi làm cái phần nhân sầu riêng. Ở đây Diễm có 250 g sầu riêng. Diễm cho vào 50 g đường cát ha, mình dùng đường cát á, thì nó sẽ ngon hơn đường phèn, giúp cho cái nhân của mình nó dẻo hơn. Mình dầm ra và cho đường với lại sầu riêng nó thiệt là đều quá rồi mình mới bật bếp lên.
Nhân sầu riêng này á, thì mình không cần phải xào lâu, quan trọng là mình thấy cái nhân nó chuyển sang cái màu trong, thì thời gian á, mình xào lửa trung bình khoảng từ 3 cho tới 5 phút á. Thì cái lượng nhân á, sau khi mà diễm xào xong á, còn lại là 250 gram á. Mình sẽ lấy một cái cân á, mình múc ra 150 gram, mình để riêng để cái chén như vậy, để chút xíu mình cho vô giữa thì cái nhân bánh của mình nó ngon hơn nhiều lắm. Mình đậy lại cho nó không có bị khô. Cái phần sầu riêng còn lại á, thì mình cho cái phần nhân đậu xanh vào và mình trộn lên cho thật là đều. Dưới cách làm này thì cái nhân của mình nó rất là dẻo ngon và mùi sầu riêng đậm đà lắm. Trộn đều rồi thì mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy lên trên mặt của nhân á, cho nó không có bị khô, và quay trở lại với bột á. Sau khi 1 tiếng á, thì bây giờ mình lấy ra mình chia bột. Cái cục bột này á, Diễm chia làm 10 phần bằng nhau á, thì mỗi viên bột á, nó khoảng cỡ 40 gram á. Hoặc là mình cũng có thể chia bằng mắt thường cũng được, mình không có cần cân, mình cân thì nó đều hơn. Sau đó mình túm á, và mình xe lại cho nó tròn. Mình để bột ở đây ha, thì cho nó nghỉ khoảng cỡ 15 phút á. Trong cái thời gian này thì mình sẽ đi làm cái phần bột dầu. Diễm cân vào đây 40 gram tinh bột năng á, mình dùng tinh bột năng hay bột năng đều được. 40 gram bột mì đa dụng, thì cái bột mì mình dùng làm bột nước á, mình làm chung luôn. 30 gram dầu ăn á, thì cái này Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Mình trộn lên cho thật là đều, và cái bột khi mà mình trộn xong thì nó sẽ như vậy, nó không quá khô mà cũng không quá nhão nha. Mình sẽ chia làm 10 phần bằng nhau luôn, thì mỗi viên nó khoảng 11 gram, mình do tròn như vậy là được. Mình lấy cái phần bột nước á, mình để xuống mặt phẳng và mình dùng cái lòng bàn tay mình ấn cho nó dẹp. Sau đó mình cho cái viên bột dầu vào ngay giữa và mình túm lại. Thì có thể nó hơi khó dính nhưng mình cứ túm lại thôi, mình dếp cái mí và mình để cái mí nó nằm bên dưới. Mình để cho bột nghỉ 15 phút á, trong thời gian này thì mình đi vo viên nhân. Thì cái nhân đậu xanh á, mình chia ra làm 10 phần bằng nhau, mỗi viên á, thì Diễm cân nó khoảng cỡ 48 gram á. Vo tròn xong á, thì mình ấn cho nó dẹp xuống như vậy để mình cho cái nhân sầu riêng nó vô ngay giữa, thì mình cho 15 gram nhân sầu riêng. Sau đó mình túm lại thôi, không có cần vo cho nó thiệt là tròn cũng được, quan trọng là cái nhân đậu xanh nó bọc kín được cái sầu riêng. Đó là như vậy. Bột sau khi nghỉ 15 phút á, thì mình sẽ dễ cán hơn, mình lật lên mình thấy nếu mà cái miếng nó bung á, thì mình díp lại như vậy. Mình để mình cán bột nó không có bị chảy cái phần bột dầu ra. Ấn dẹp xuống á, và mình dùng coi cán bột mình để ngay giữa cục bột á, và mình cán theo cái chiều dọc. Thì mình cán á, cái độ dày của nó khoảng từ 1 cho tới 2 mm đó là được. Sau đó mình sẽ xếp bột lại thành làm ba. Dưới cái cách cán bột này á, thì Diễm thấy là rất là đơn giản, và cái bánh của mình nó cũng có nhiều lớp. Nếu mà mình thích nhiều lớp hơn nữa thì mình có thể xem cái cách cán bột trong cái video bánh bía Diễm đã chia sẻ cách đây 1 năm nha. Đó, mình cứ cán như vậy thôi, rất là dễ. Và bột này nó mềm, nó dẻo, nó không có bị khô lắm. Mình dùng màng bọc thực phẩm, mình đậy bột lại tránh cho bột nó bị khô, và mình để cho bột nó nghỉ 15 phút cho mình dễ cán hơn. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái màu để mình đóng bánh. Thì Diễm có cái màu đỏ thực phẩm, mình nên dùng cái dạng shell thì Diễm thấy nó đẹp, nó dễ đóng hơn. Mình cho vào tí xíu nước ha, để mình pha ra cho nó loãng. Và Diễm dùng cái bông thấm này nè, Diễm để vô trong đây, hoặc mình dùng giấy nhà bếp cũng được nữa. Cái này là cái khuôn bánh trung thu á. Đó, mình để vô mình đóng, tại vì mình không có cái khuôn đóng bằng gỗ thì mình dùng cái này cũng được. Bây giờ mình đi gói bánh á, thì miếng bột mình lấy ra, mình chỉ cần cán ra cho nó mỏng, mà Diễm lưu ý là đừng có mỏng quá nha. Tại vì mỏng quá thì khi mà mình nướng cái bánh nó dễ bị bể đó, thì độ dày nó khoảng 2 mm đó là được. Mình cho viên nhân vô ngay giữa và mình túm lại thôi. Cái bột này như Diễm nói rất là mềm dẻo, và Diễm làm cũng hơi dư á, cho mình dễ gói. Tại nếu mà cái nhân mềm á, bột ít quá khó gói lắm. Đó, mình túm và mình giữ như vậy nè, thì cái bột nó sẽ dính chặt lại, nó không có bị bung. Sau đó mình dùng kéo mình cắt cái phần bột dư, mình đừng có nên cắt sát quá nha. Mình chỉnh lại tí xíu. Và mình lấy một cái tờ giấy nướng bánh á, Diễm cắt nhỏ nè, mình cho cái bánh xuống. Dùng cái lòng bàn tay á, mình ấn cho cái bánh nó dẹp ha. Nó vừa dẹp là được. Và mình đóng màu lên liền luôn, mình không nên đợi cho cái mặt bánh khô thì cái màu nó khó ăn hơn.
Thì Diễm làm xong rồi, nếu mà mình nhìn kỹ á, cái màu nó vẫn còn ướt. Và hôm nay Diễm sẽ chia sẻ cái cách nướng thiệt là nhanh, mình không có cần phải nướng hai lần á. Vì vậy mình phải phết trứng lên luôn, thì mình đợi cho cái màu này á, nó khô tí xíu á. Còn nếu mà nó còn ướt quá thì cái trứng nó dễ bị lem đó. Ở đây Diễm có một cái lòng đỏ trứng gà, mình không cần pha gì thêm vào á, thì Diễm thấy mình phết cái bánh cái màu vàng rất là đẹp. Mình nhúng cây cọ cho nó ráo tí xíu ha, và mình sẽ thoa ở cái rìa của cái bánh trước. Mình cẩn thận nha, tại vì có thể là cái màu nó chưa khô á, nếu mà mình làm thoa mà nó trúng á, thì nó dễ bị lem ra. Sau khi phết xong lần thứ nhất á, còn trứng mình sẽ phết thêm một lần nữa ha, cái màu nó sẽ đậm hơn. Bây giờ Diễm chia sẻ cái cách mình làm chín bánh mà không dùng lò nướng, thì mình dùng một cái chảo như vậy á, chảo chống dính hay chảo thường đều được. Mình đặt lên bếp á, thì mình làm cho cái chảo nó nóng trước. Mình có thể bật lửa trung bình hoặc là lửa lớn cũng được, nhưng mà quan trọng là mình làm cho cái chảo nó nóng, thì Diễm bật cái lửa trung bình á, Diễm làm nóng trong vòng 10 phút. Sau 10 phút mình kiểm tra mình thấy nó nóng rồi ha, thì bây giờ mình cho bánh vào mình làm chín bánh. Đậy nắp lại á, và mình chỉnh xuống cái lửa là trung bình thấp nha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 4, và thời gian cho bánh chín là từ 40 cho tới 50 phút. Nếu mà mình thấy cái hơi nước nó đọng ở trên nó thì mình lau khô cho thiệt là nhanh rồi mình lại đậy nắp lại. Bánh á, mình thấy nó chín là khi mà nó căng phồng lên hết và cái màu nó chuyển sang màu trắng đục á, là mình thấy bánh mình lấy ra được. Nếu mà nhà mình có cái bếp than và cái nồi bằng gang á, thì mình cho than ở trên mặt trên của cái nắp nồi luôn, mình nướng rất là ngon ha. Đây là bánh là Diễm đã làm chín bằng cái cách dùng chảo nè, thì mình nhìn ở bên dưới nó hơi bị vàng nha. Thì cái này mình không có tránh khỏi được, tại vì á, mình dùng cái chảo mà. Với cách nướng bằng lò nướng thì mình làm nóng lò trước khoảng 10 phút ha, và mình nướng ở nhiệt độ 170 độ C, 338 độ F từ 15 cho tới 17 phút, cho tới khi mình thấy cái bánh nó căng phồng lên đó nha, là cái bánh nó chín. Ở đây Diễm có hai cái bánh nè, đây là bánh là Diễm nướng bằng lò và cái bánh này Diễm nướng bằng chảo ha, thì mình nhìn nó cũng có cái độ chênh lệch. Thì cái bánh bằng nướng bằng lò đó mình thấy cái màu nó đẹp hơn, và cái bánh á, quan trọng là cái phần đáy nó không có bị cháy nhiều và nó rất là đều đẹp. Mình sờ vào á, thì cái bánh nó mềm. Với cái công thức vỏ bột này thì Diễm thấy vừa nướng xong là bánh nó cũng mềm lắm rồi. Còn đây là nướng bằng chảo thì mình kỹ cái màu nó bị lợt hơn, tại vì thời gian nướng lâu đó và cái đế nó sẽ bị vàng như vậy. Và cái khuyết điểm của cái cách này á, là nó bị cứng cái phần đế, trong khi cái mặt trên á, thì nó lại rất là mềm. Thì nếu mà mình không có lò nướng thì mình làm cái kiểu này mình ăn đỡ cũng được ha. Đây là Diễm cắt bánh ra nè, thì ở trong cũng rất là ngon, chỉ có cái phần đế là nó bị cứng thôi, nó cũng có nhiều lớp ha. Dưới công thức và cách làm này thì Diễm thấy cái vỏ bánh bía nó rất là mềm, mình để hôm sau càng ngon hơn nữa. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh bía. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.